Tôi là Võ Thành Ngân, hiện tại tôi đang kinh doanh về sản phẩm sân cỏ tự nhiên. Hôm nay tôi đến Singapore và tôi được học những kiến thức thật là tuyệt vời từ những nhà tỷ phú. Mặc dù không trọn vẹn nhưng mà tôi đã khám phá được rất nhiều nơi ở Singapore thật là xinh đẹp. Và tôi có nhiều động lực hơn để kinh doanh ở Việt Nam. Có một chương trình đi Mã Lai ngoài ý muốn nhưng mà đã mang cho tôi nhiều động lực để có thể tiếp tục đi ra nước ngoài những lần sau. Và đây là những người bạn của tôi. Hi, mình tên Minh. Hiện tại mình đang kinh doanh rượu cao tầng. Đây là lần đầu tiên mà mình đặt chân tới đất nước Singapore. Và rất là thú vị khi mà được tham gia một cái chương trình học rất là tuyệt vời, cái gì dạy nước ngoài. Thì bên cạnh đó mình cùng với các bạn đi tham quan rất là nhiều nơi rất là đẹp ở Singapore và có một chuyến đi Malaysia rất là ý nghĩa, rất là đáng nhớ. Và sau chuyến đi này mình rất là nhiều cảm xúc và rất muốn quay lại Singapore cùng với những người bạn và sau này sẽ mình mong muốn là sẽ có những chuyến đi nhiều hơn như vậy nữa. Rồi, cảm ơn anh Thịnh. Hi, chào các bạn, tôi là Phan Quang Thịnh. Trước đây tôi là kinh doanh rượu nho, hiện nay tôi đang chuẩn bị kinh doanh một cái sản phẩm khác. Đặc trưng qua Singapore này thì cũng là lần đầu tiên mà tôi xuất ngoại ra nước ngoài. Cảm giác là lần đầu tiên ra thì mình cũng rất là bỡ ngỡ và nhiều cái lo lắng. Nhưng mà khi mà từ cái lịch trình của thầy Duy lên một cái lịch trình rất là khoa học và một cái những cái mà lời chỉ dẫn của thầy trong khi sắp xếp chương trình của cái người mà dẫn những chương trình là thầy Duy thì mình đã có những cái mà những cái rắc rối thì mình cũng dẫn tìm ra hướng giải quyết. Ví dụ như mà khi mình bị lạc đường thì mình dẫn có một mình dẫn theo chỉ dẫn ở trên cái bản đồ, mình đi tới về tới nhà được vẫn không có vấn đề gì cả. Và sau đó thì mình khám phá đất nước Singapore thì rất là nhiều cái điều là kỳ lạ, kỳ thú, rất là thú vị. Những món ăn ở Singapore rồi mình đi chơi mình thấy đào điện ngầm rồi. Nói chung là rất nhiều cái hay. Trong đó thì có một chuyến đi Malaysia là hỏi dự tính ban đầu. Thì nói chung là cái chuyến đi này thì không có chuẩn bị kỹ, không có leader gì cả. Và cũng rất là nhiều rắc rối. Nhưng mà qua đó thì mình cũng rút ra một cái bài học là trước khi là mình đi là một cái chuyến đi gì đó thì mình cũng sẽ phải có sự chuẩn bị, cũng có leader để mà lên cái chương trình và có những cái tình huống khi mà xảy ra thì mình phải chỉnh sửa như thế nào. Và mình rất là happy chuyến đi này. Mong muốn là trong tương lai sẽ thêm nhiều chuyến đi nữa cùng với Bỉ Sinh để mà khám phá thêm nhiều cái địa điểm mới hoặc là quay trở lại Singapore, tại vì Singapore cũng là một cái vùng đất rất là thú vị, mình rất là muốn quay lại lần nữa. Xin cảm ơn rất nhiều. 1, 2, 3, I love my life. 1, 2, 3, I love my life.